Em mến chào khán giả, em giờ em có mặt tại bến đò Vàm Kỳ Hôm nhé. Bến đò này nổi tiếng rất lâu đời ở xã Sương Đông ạ. Nó được nối liền từ xã Sương Đông qua đến thành phố Mỹ Tho. Vì hết đi chuyến đò này là bên mép bên đây là xã Sương Đông, nhưng mà qua mép bển nó là của địa phận Mỹ Tho, rồi ra tới cổng chào Mỹ Tho ạ, đường lên thành phố Mỹ Tho. Giờ này giấc trưa nên nơi đây ít khách qua lại hơn vào buổi chiều và giấc sáng sớm ạ. Ồ, một chiếc ghe chở những cái bao đó đựng gì mà rất là nhiều. Bây giờ là em bắt đầu xuống đò, bắt đầu em đi qua tới mé bển, là lên tới cổng chào Mỹ Tho rồi chạy đến trung tâm thành phố Mỹ Tho luôn ạ. Bến đò này giờ là nếu mà đông khách là hai chiếc phải chạy luân phiên thì mới chở khách dễ nha. Khách đó là từ Mỹ Tho qua Sương Đông. Bây giờ bắt đầu em xuống đò thôi. Giờ này buổi trưa nhưng không nắng, nhìn dòng sông rất là đẹp á. Mé sông thì rất là nhiều cây bần ha. Rồi ở bên mé bên kia là nơi để người ta dựa cát đá để bán những xà lan chở cát, nằm ở mé bên sông ạ. Sợ là chiếc đò quay 180 độ nó quay qua mấy kia, nhìn cảnh rất là đẹp. Dòng sông hôm nay lục bình rất là nhiều ạ. Rồi, đã đến bên mé Mỹ Tho rồi nhé, bắt đầu em chạy lên đây. Em lên mé bến đò rồi, bắt đầu đường này mình chạy ra cổng chào Mỹ Tho để đến trung tâm thành phố Mỹ Tho. Hôm nay em đi lên siêu thị hoặc đi vòng vòng khu Mỹ Tho, những nơi đẹp để du lịch vui chơi. Con đường bộ này nó không có đẹp, không có bằng phẳng thôi cả nhà mình. Mặc dù là cái con lộ này rất là nhiều người chạy, nhất là xã Sương Đông và những người đi qua Mỹ Tho, nhưng mà con lộ lại rất là xấu, xuống cấp, nhiều ổ gà. Rồi bây giờ là em đến cổng chào thành phố Mỹ Tho rồi nè cả nhà mình. Đây là bắt đầu mình vô tới đi thẳng lên là tới thành phố Mỹ Tho nhé. Kính chào quý khách. Giờ này trưa nắng rất là cao độ. Em kết thúc video ở nơi đây và bắt đầu em bây giờ đến vào trung tâm thành phố Mỹ Tho thôi. Bắt đầu em đi đây ạ.